Như vậy là trận đấu tại vòng loại của Cúp đá quốc gia Bamboo Airways 2021 giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Công an Nhân dân đã bắt đầu. Đó là cầu thủ lớn tuổi nhất trên sân lúc này của đội khách. Đánh đâu? Rất nguy hiểm và tỷ số đã được mở cho Công an Nhân dân. Đó là một sự khởi đầu có thể nói là rất sáng rủa cho đội khách. Niềm vui đã sớm đến với huấn luyện viên Vũ Quang Bảo và các học trò. Chúng ta cùng xem lại tình huống dẫn đến bàn thắng mở điểm cho đội khách. Ngay ở tình huống bóng bổng đầu tiên, khi người tiếp bóng là Lê Minh Bình, chúng ta đã cảm nhận được sự bị động trong cách chơi phòng ngự của đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Các hậu vệ áo vàng cũng đã có sự can thiệp, nhưng họ chọn sai vị trí. Nếu như Phan Du Học đã cứu cho khung thành của đội chủ nhà bằng một tình huống bọc lót ở cột gần bên phải khung thành của đội chủ nhà, thành viên thuộc lứa trẻ được đào tạo bởi câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, đấu trường hạng nhất 2021 là một đấu trường hoàn toàn phù hợp để các cầu thủ trẻ này rèn giũa và khẳng định được khát vọng vươn lên trong sự nghiệp của mình. Họ hoàn toàn có thể thể hiện được năng lực của mình. Tính tổng cộng cho đến thời điểm này thì vẫn sẽ còn tới 10 vòng đấu nữa dành cho các đội bóng ở top dưới của V-League 2021. Và tấn công khá nguy hiểm của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tình huống bứt phá trong pha bóng vừa rồi là của Lê Văn Nam. Văn Nam đã nhanh hơn chút ít so với hậu vệ đối phương, nhưng đáng tiếc ở góc hẹp, số 36 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không thể làm nên chuyện. Một pha mở bóng khá hợp lý, đã đúng vào. Dường như bóng đã chạm tay của hậu vệ bên phía Công an Nhân dân. Và trọng tài Lê Đức Cảnh đã không chần chừ mà chỉ tay ngay lập tức vào chấm phạt 11m. Một cơ hội để cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh san bằng cách biệt. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Trọng tài có lý với việc quyết định thổi 11m. Người đã để bóng chạm tay trong tình huống vừa rồi là Quế Ngọc Mạnh. Tay của Quế Ngọc Mạnh không khép sát thân người. Cú đá đơn giản và chính xác. Đó là tình huống mà thủ môn Hoàng Trung Phong của Công an Nhân dân đã dễ dàng bị đánh bại. Và ghi bàn là của Đào Văn Nam. 10 phút đầu, các thủ trẻ của Công an Nhân dân chơi thanh thoát, sớm dẫn bàn. Nhưng rồi sau đó thì họ bất ngờ trở nên lúng túng, tỏ ra bị động. Và bàn thắng từ chấm phạt đền dành cho đội bóng ở hạng cao hơn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Khoảng trống trước mặt. Tỷ số đã được nâng lên 2-1 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Một tình huống khá bất ngờ. Pha ghi bàn là của Lê Văn Nam. Cú dứt điểm ở ngoài vòng cấm của tiền đạo Lê Văn Nam đã đánh bại được thủ môn Hoàng Trung Phong. Phút thứ 30 của trận đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã vượt lên. Cú đá không chuẩn xác. Trong hiệp 1 của trận đấu, đội khách Công an Nhân dân đã có một sự khởi đầu có thể nói là rất tốt. Họ chơi tích cực thanh thoát, rất nguy hiểm. Ngay ở đầu hiệp 2 thì cầu thủ Công an Nhân dân đã có một tình huống uy hiếp.
Cú dứt điểm vừa rồi là của Hoàng Thanh Tùng. Pha dứt điểm quyết đoán bằng chân trái của số 18 bên phía Công an Nhân dân đã đưa trái bóng dội cột dọc. Cảnh Anh. Khoảng trống trước mặt. Dứt điểm. Tỷ số là 3-1 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thêm một lần nữa chúng ta lại thấy sự non nớt của cầu thủ Công an Nhân dân. Cầu thủ đã ghi bàn trong tình huống vừa rồi là Văn Đức. Góc sút không quá rộng nhưng Văn Đức có đủ thời gian và sự tỉnh táo để đưa ra giải pháp có thể nói là tốt nhất. Cú sút bóng ở tầm cao đã khiến cho thủ môn Hoàng Trung Phong bó tay dù cũng đã chạm được vào trái bóng. Phạm Du Học chọn vị trí không đủ tốt và khi cảm nhận được sự nguy hiểm thì mọi chuyện đã muộn. Minh Bình có phải rất thoáng, quả chuyền ngang vẫn còn, Minh Bình không vào. Một pha bóng đầy cố gắng của các cầu thủ Công an Nhân dân nhưng họ đã không thể thắng được sự kiên cường của hàng phòng ngự bên phía đội chủ nhà. Thủ môn Dương Tùng Lâm bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có một pha bóng lăn xả. Người giữ thành của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã liên tiếp có được những pha can thiệp. Trong quả tạt bóng đầu tiên của Tuấn Anh, Dương Tùng Lâm cũng đã có động tác tác động. Đào Văn Nam. Văn Đức. Rất nguy hiểm và tỷ số được nâng lên 4-1 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chơi với tốc độ vừa phải nhưng chắc chắn và hiệu quả, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã một lần nữa tìm thấy mảnh lưới của đội khách Công an Nhân dân. Và ghi bàn là của Văn Huy. Tìm được bàn san bằng cách biệt ở đầu hiệp thi đấu thứ hai. Kết quả vào lúc này là tương đối nặng nề dành cho đội bóng hạng nhất Công an Nhân dân. Có quá nhiều những vị trí của Công an Nhân dân đã không đảm bảo được nhiệm vụ của mình. Văn Đức. Quả tạt bóng. Đánh đầu. Không có bàn thắng. Người đã lao vào để sẵn sàng một tình huống đá bồi là Tuấn Hải. Nhưng đó là khoảnh khắc mà thủ môn Đỗ Sĩ Huy đã kịp thời phá bóng. Cú sút. Và dứt điểm là của Hà Văn Phương. Đường chuyền vào của Hồ Minh Quyền. Hà Văn Phương. Quả chuyền bóng lên. Tỷ số là 2-4 cho Công an Nhân dân. Và rút ngắn tỷ số là của đội trưởng Lê Minh Bình. 2-4 cho các cầu thủ số 10 Lê Minh Bình. Những pha thoát đi và chuyền bóng của các tiền vệ bên phía Công an Nhân dân là những nét đáng chú ý. Đó là những pha chơi bóng cơ bản. Và trong những pha chơi bóng đó, chúng ta có cảm nhận được những phẩm chất kỹ thuật của cầu thủ này.
Cú đá không trúng đích. Pha xử lý của Đinh Thanh Bình. Và đó cũng là tình huống cuối cùng của trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Công an Nhân dân.